Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý, mời quý vị cùng điểm qua. Công an tỉnh Long An đối thoại tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân Cần Thơ xây nhà trồng cây đón cao tốc. Trong phần tin thế giới, núi Everest tích tụ hàng tấn rác sau 70 năm mở cửa. Thưa quý vị, quyền quỹ cần đức tổ chức để công bố quyết định giải thể và thành lập các tổ chức đảng khối cơ quan quyền. Cụ thể, quyền quỹ cần đức quyết định giải thể đảng bộ cơ sở khối đảng, đảng bộ khối dân, đảng bộ khối gian hóa xã hội, đảng bộ cơ sở khối kinh tế, chi bộ tư pháp, thi hành án. Quyết định giải thể có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2023, đồng thời thành lập 28 chi bộ cơ sở trực thuộc quyền quỹ nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư thị ủy Kiến tượng Phạm Xuân Bách có cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với gần 100 hộ dân phường 2 về định hướng giải pháp phát triển chỉnh trang đô thị trên địa bàn năm 2023. Thời gian qua, cùng với việc quy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị, thị xã Kiến Tường còn quan tâm thực hiện công tác quản lý đô thị tại nguyên môi trường, quy hoạch giải phóng mặt bằng, Tại cuộc đối thoại, người dân kiến nghị tình trạng xây dựng nhà ở dọc quốc lộ 62 cần phải đồng bộ tuân thủ quy định đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị, rà soát lại công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn, sắp xếp lại trật tự tại các khu vực chợ, khu trung tâm. Quỹ ban nhân dân quyền Tân Hưng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. Trong tháng 5, công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được các cơ quan đơn vị huyện và quỹ ban nhân dân các xã thị trấn tập trung thực hiện. Đến nay, nông dân xuống giống dứt điểm chủ lúa hè thu với diện tích gần 37.000 hecta, có gần 9.000 hecta đã thu hoạch. Quyền có bốn xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện. Trong thời gian tới, quyền tiếp tục triển khai chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung xử lý các vướng mắc còn tồn động ở cụm tuyến dân cư, đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước và chuyển đổi số. Thưa quý vị, Công an tỉnh Long An phối hợp Quỹ ban nhân dân quyền Đức Hòa tổ chức hội nghị tháo gỡ các khó khăn dưới mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở 30 ngoài khu cụm công nghiệp. Các hộ kinh doanh đã nêu dựng khó khăn dưới mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, việc hoàn thiện thủ tục triển khai khó khăn về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, công trình xây dựng không đúng thiết kế, diện tích bị chứa nước không đạt, trên cơ sở kiến nghị, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, ngành chức năng quyền trao đổi, giải đáp cụ thể các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời hướng dẫn khắc phục, xử lý dứt điểm những vi phạm thiếu sót liên quan đến các quy định về phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắt đối với các cơ sở 3 ngoài khu cụm công nghiệp trên địa bàn ba huyện, bến lức, cần đước và cần duộc về công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, đa số chủ các cơ sở doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp quan tâm ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, hồ sơ nghiệm thu thiết kế phòng cháy chữa cháy, thời gian kiểm tra định kỳ tại cơ sở, việc sửa chữa thay đổi kiến trúc ở cơ sở sau khi đã nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và cách bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy. Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ các doanh nghiệp, người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua 20 năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Tân Thành đã được tổ chức đổi mới linh hoạt ở 70 trên 70 ấp khu phố, với những điểm nhấn sắc thái riêng của mỗi địa phương, qua đó tạo tiền đề để mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống chính trị tập hợp và phát huy hiệu quả vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tiếp theo. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn dân minh đô thị, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ cơ sở, quy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng dưới phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tính đến tháng 5, toàn tỉnh có 22 trên 27 phường thị trấn đạt chuẩn dân minh đô thị, đạt tỷ lệ gần 82%. Để duy trì phường đạt chuẩn dân minh đô thị, hàng năm Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường thị trấn trong tỉnh đã phát động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, quy động sự giao cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng đô thị văn minh, các giới xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, tổ chức triển khai quán triệt đến 100% cán bộ phường, khu phố và người dân thông qua các cuộc sinh hoạt khu phố, tổ dân phố về xây dựng phường thị trấn đạt chuẩn trang bên đô thị, góp phần tạo dựng môi trường trang quá lành mạnh, phồn phú, đơr cao chất lượng đời sống người dân. Liên quan đến thông tin giáo dục, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị về thực hiện công tác hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2023. Trên địa bàn huyện Châu Thành có 13 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông. Công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luận học sinh phổ thông trong nhà trường có vai trò quan trọng nhằm giúp cho học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp để có thể định hướng đúng và đưa ra quyết định chọn ngành nghề phù hợp. Tại hội nghị có nhiều ý kiến phân tích những ưu điểm hạn chế của công tác hướng nghiệp, định hướng phân luận học sinh trong thời gian qua và đề xuất kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022, 2023, toàn thành phố có hơn 113.800 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trong số này có trên 96.300 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Toàn thành phố có 966 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, trong đó có 112 học sinh khuyết tật thể chất, 818 học sinh khuyết tật trí tuệ, còn lại đoạt giải quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra ngày 6 và 7 tháng 6 tại 158 điểm thi, gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ theo dõi lượng xe cộ qua các giao lộ trên địa bàn thành phố để điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ cho phù hợp. Sau khi kiểm tra hệ thống đèn giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ ở một số cột đèn bố trí chưa phù hợp dẫn đến tình trạng ủng ứ, đặc biệt khu vực trung tâm thành phố Quốc lộ 1. Do đó, Sở yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ theo dõi lượng xe cộ qua các giao lộ để điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ cho phù hợp. Đối với các chốt đèn giao thông có kết nối điều khiển tại trung tâm, các đơn vị liên quan phải phối hợp kiểm tra, tính toán lượng xe cộ qua lại, cập nhật lên phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông và bố trí thời gian đèn phù hợp với từng thời điểm trong ngày. Tại thành phố Cần Thơ, sau khi có thông tin tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ sốt Trăng sẽ đi qua địa bàn, thời gian gần đây một số người dân ở huyện Thới Lai đã tiến hành xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, thậm chí trồng nhiều loại cây để chờ đền bù. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đây là một dã nhà gồm 6 căn nằm trên đường tỉnh 922 đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Những căn nhà này được xây dựng bằng tôn, xung quanh được người dân trồng nhiều loại cây như xoài dừa với một độ rất dày và nằm trọn trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cao tốc. Điều đáng nói gọi là nhà, nhưng 6 căn phòng này hoàn toàn không có điện nước, cửa được khóa kín và hoàn toàn không có bóng người. Thực hiện cái công tác kiểm kê thì nói chung thì người dân chấp hành rất là tốt Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cần phải xác minh lại. Cụ thể là một cái trường hợp gồm có 6 hộ dân là cất nhà trên cái phạm vi cây quy hoạch. Các trường hợp mà người dân cố tình trồng cây rồi cất nhà sau thời điểm công bố quy hoạch cũng như là sau thời điểm mà đã triển khai thông báo thu hồi đất thì hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của huyện cũng sẽ xem xét và kiên quyết đối với các trường hợp đối phó thì không được bồi thường cũng như không được hỗ trợ đối với các trường hợp này Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai có chiều dài tuyến 13,8 km đi qua ba xã Đông Thuận, Trường Xuân và Trường Xuân B, với tổng diện tích đất phải thu hồi là gần 81 ha với 358 hộ bị ảnh hưởng. Hầu hết các hộ dân khi được thông báo đều chấp hành tốt chủ trương của nhà nước bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Gia đình của chúng tôi là được 20 mấy ngàn mét vuông hôm nay là nhà nước đã triển khai làm lộ cao tốc thì gia đình đất đã trúng 3 hai m2 là hôm nay tôi cũng chấp hành để cho nhà nước triển khai đo đạt làm trong khi đa số người dân đều ủng hộ chủ động phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê bàn giao mặt bằng thì một vài cá nhân cố tình xây dựng công trình trồng cây trái phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội Đỉnh Everest không chỉ là đích đến của những nhà leo núi chuyên nghiệp mà còn là mục tiêu của mọi du khách thích mạo hiểm. Tuy nhiên, những năm qua, Everest lại trở thành bãi rác cao nhất thế giới khi ngày càng có nhiều nhà leo núi đến đây và để lại một lượng rác không nhỏ. Những hình ảnh này do hướng dẫn viên leo núi người Nepal Tenzi Sheba ghi lại tại một trạm nghỉ trên núi Everest. Cảnh tượng thật đáng buồn khi những người leo núi trước đó đã bỏ lại vô vàng rác thải. Đủ loại thiết bị leo núi bỏ đi như túi ngủ, lều, hộp đồ ăn, túi ni lông nằm la liệt. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm giảm thiểu lượng rác thải tích tụ trên đỉnh núi cao nhất thế giới này. Theo quy định của chính phủ Nepal, những người leo núi bắt buộc phải mang rác thải của họ từ trên núi xuống, nếu không sẽ mất 4.000 đô la Mỹ tiền đặt cọc. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn mất tiền còn hơn là mất thêm sức lực để mang rác xuống chân núi, trong khi công tác giám sát vừa khó khăn vừa không hiệu quả. Biến đổi khí hậu đã khiến băng trên núi tan nhiều hơn, phơi bày đóng rác tích tụ đã lâu. Chỉ từ đầu năm đến nay, các nhà chức trách Nepal đã phải thu gom hơn 13 tấn rác từ núi Everest. Trong một động thái mới nhất nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện và hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060, theo thỏa thuận Paris, Bộ Nội vụ Indonesia đã quyết định miễn giảm toàn bộ hai loại thuế phí đối với loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường này. Theo quy định mới, thuế phương tiện xe cơ giới và lệ phí đăng ký biển số sẽ được miễn giảm toàn bộ với xe điện. Tuy nhiên, các ưu đãi thuế nói trên chỉ áp dụng đối với xe điện chạy bằng pin và không áp dụng đối với xe điện được chuyển đổi từ các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Hiện chính phủ Indonesia đang hỗ trợ mua mới xe máy điện và chuyển đổi xe máy chạy nhiên liệu thông thường sang chạy điện với mức hỗ trợ cho mỗi đầu xe là gần 500 đô la Mỹ. Đồng thời hỗ trợ mua mới xe ô tô điện dưới hình thức giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 11% xuống còn 10%. Cùng với đó là các biện pháp hỗ trợ ngành sản xuất xe điện như giảm thuế, cấm xuất khẩu quặng nickel để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và pin xe điện trong nước, xây dựng nhà máy tinh chế lithium với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện của thế giới. Theo báo cáo của Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, trong 4 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón trên 1 triệu lượt du khách nước ngoài, một con số rất ấn tượng so với chỉ tiêu đón 1,4 triệu lượt du khách quốc tế mà nước này đặt ra trong năm 2023. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, nước này đã đón 1.114.950 lượt du khách nước ngoài, trong đó lượng du khách đến từ Thái Lan đứng thứ nhất với gần 431.000 lượt, Việt Nam đứng thứ hai với trên 224.000 lượt. Trung Quốc xếp thứ ba với trên 223.000 lượt và Hàn Quốc xếp thứ tư với trên 57.000 lượt. Lượng khách đến từ châu Âu là trên 78.000 lượt, trong khi lượng khách đến từ Mỹ là gần 23.000 lượt. Chính phủ Lào luôn coi du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước này và đã dành nhiều ưu tiên cho việc phát triển ngành công nghiệp không khói. Sau đại dịch Covid-19, chính phủ Lào cũng xác định du lịch là một trong những ngành cần ưu tiên hàng đầu để không chỉ giúp phục hồi nền kinh tế mà còn nhằm tạo thêm công an việc làm và thu nhập cho người dân. Nhiều quyển sách và bản thảo cổ xưa, một số có niên đại từ thế kỷ 16 đã bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ lụt tàn khốc ở miền Bắc Italy. Các tác phẩm này hiện được cất giữ trong tủ đông để tìm cách bảo tồn. Trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở Emilia Romagna, nhiều sách và các tài liệu quý ở những thư viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã chìm ngập trong nước. Các tình nguyện viên đã đưa những tác phẩm quý này tới Cesena, tại đây các văn bản cổ được đặt trên giá ở nhiệt độ âm 25 độ C trong các tủ đông công nghiệp. Loại tủ này do Orogen, một công ty chuyên về thực phẩm đông lạnh, cung cấp. Ông Bruno Piracini, chủ tịch công ty Orogen, cho biết Chúng tôi thường sử dụng quy trình này đối với trái cây và rau quả chính trong vòng 3 giờ đồng hồ sau khi thu hoạch, nhưng tôi không ngờ rằng quy trình nhanh chóng cũng có thể hữu ích cho di sản văn hóa. Bà Lucia Borgonzoni, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Italy, cho biết Chính phủ đã dành 6 triệu euro hỗ trợ cho những di sản này. Những quyển sách và bản thảo cổ bị hư hại đã được đặt vào túi nhựa trước khi được vận chuyển trong hộp kính đến tủ đông ở Cesena. Mục tiêu của việc đóng băng là loại bỏ nước thừa trong sách và ngăn ngừa hư hỏng thêm trước khi tiến hành làm khô và phục hồi sách tốt nhất có thể. Để quá trình này hiệu quả, sách cần được đóng băng càng nhanh càng tốt. Trong trận bão lũ nghiêm trọng tại Italy vừa qua, 15 người thiệt mạng, hàng ngàn người mất nhà cửa và khoảng 500 con đường bị hư hại. Nhiều di sản văn hóa của Italy cũng bị thiệt hại nghiêm trọng trong thiên tai này. 75 di tích, 12 thư viện và 6 địa điểm khảo cổ đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay đến đây xin được tạm dừng và xin kính chào tạm biệt.